Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp, một chuyên gia phân tích kỹ thuật trên thị trường đầu tư tài chính quốc tế. Tôi cũng là CEO của Vinmoc Group. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái quy trình phân tích ở trên thị trường tài chính quốc tế là cái quy trình như thế nào được gọi là quy trình đúng và làm thế nào để chúng ta tìm được cái điểm vào thị trường và điểm thoát khỏi thị trường một cách chính xác nhất, phù hợp nhất cho mỗi một mã cổ phiếu và mỗi một mã hàng hóa. Ở video lần trước thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều những cái từ khóa liên quan đến hội tụ kỹ thuật, rất là nhiều từ khóa liên quan đến cái điểm vào thị trường, điểm thoát khỏi thị trường và điểm chốt lãi. Và ở video này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý anh chị nhà đầu tư một cái quy trình từng bước một để chúng ta có thể thực hiện được nó. Mà trong cái quy trình này thì tôi đã hướng dẫn các học viên của mình ở trong cái khóa học rất là nổi tiếng của tôi là học chưa xong tiền đã về. Thì tất cả học viên của tôi nắm rất là rõ từng bước một để làm thế nào để tham gia được vào thị trường đầu tư tài chính một cách an toàn nhất và một cách bền vững nhất. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại cho quý anh chị cái quy trình phân tích đầu tư thành công. Thì cái quy trình này nó gồm có 4 bước. Thì lần lượt tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người từng bước một. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải là gì? Đấy, bước đầu tiên. Bước 1 là xác định kênh giá. Ở trong thị trường đầu tư tài chính là chúng ta đầu tư theo xu hướng của thị trường. Đấy, cho nên chính vì vậy cho nên chúng ta phải tìm được cái xu hướng của kênh giá, xem là cái mã cổ phiếu này đang ở kênh tăng hay đang ở kênh giảm hay là đang ở xu hướng nằm ngang, đi ngang. Thế vậy là bước đầu tiên là chúng ta phải xác định được kênh giá. Cái điều này là vô cùng quan trọng. Và ở trong cái kênh giá này thì ở trong cái khóa học chưa xong tiền đã về thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là từng bước là cách mã kênh như thế nào để tìm ra một kênh đúng. Đó là cái bước này là bước vô cùng quan trọng. Và chúng ta có muốn đầu tư ở bất kỳ một cái mã nào đi chăng nữa, một mã cổ phiếu hoặc là một mã hàng hóa nào đi chăng nữa thì chúng ta đều phải xác định kênh giá. Được chưa? Sang bước thứ hai. Sang bước 2 là xác định vùng hội tụ kỹ thuật. Ở video trước thì tôi có đề cập đến là vùng hội tụ kỹ thuật. Và anh chị em nào mà chưa nghe được cái video lần trước thì hãy tìm ở trong cái đường link phía dưới, kích vào đường link phía dưới đăng ký để tôi sẽ gửi lại cho anh chị cái video hội tụ kỹ thuật. Làm thế nào để tính được vùng hội tụ kỹ thuật thì ở video lần trước thì tôi đã đề cập đến việc này rồi. Hãy kích vào đường link phía dưới, tôi sẽ gửi riêng cho anh chị. Ok. Và ở bước số 2 chúng ta sẽ phải xác định vùng hội tụ kỹ thuật. Tìm được cái vùng này, cái vùng hội tụ kỹ thuật là tôi sẽ dùng 3-4 cách phương pháp phân tích khác nhau để tìm ra được một cái vùng giá. Cái vùng đó là có thể là vùng vào lệnh hoặc là cái vùng đó là cái vùng để chúng ta thoát khỏi thị trường, chốt lãi, thoát khỏi thị trường. Vâng, nếu anh chị chưa nghe cái video về hội tụ kỹ thuật thì hãy đăng ký vào đường link phía dưới, Biên sẽ gửi trực tiếp cho bạn. Ok chưa? Và sang bước thứ 3. Ở bước 3 là xác nhận qua hệ thống chỉ báo. Có là ở bước 1 chúng ta đã tính là ra được kênh giá rồi, giả sử tính được kênh tăng rồi. Và bước số 2 là chúng ta đã tính được cái vùng hội tụ để chúng ta vào lệnh mua rồi. Và đến bước thứ 3 này là tôi sẽ cung cấp cho anh chị một cái công cụ hết sức là độc đáo mà duy nhất có Phạm Thành Biên có thôi. Đó là cái hệ thống chỉ báo. Hệ thống chỉ báo này sẽ confirm cho chúng ta, xác nhận cho chúng ta một lần nữa là cái vị trí chúng ta mua, giả sử là vị trạng thái mua thì cái vùng mua đấy nó đã tạo là đáy hiện thời, đáy tạm thời chưa? Nếu cái vùng mua đấy là đáy tạm thời thì nó sẽ có một nhịp phục hồi đi lên. Hoặc là cái vùng này là vùng bán thì cái vùng này nó đã là vùng đỉnh tạm thời chưa? Nếu vùng đỉnh tạm thời khi chúng ta bán thì thị trường sẽ có chiều xuống đi xuống. Và ở trong cái bước số 3 này thì nếu bạn là học viên của tôi thì tôi sẽ gửi cho bạn một cái bộ công cụ mà tôi đúc rút qua từ năm 2010 đến nay. Một bộ công cụ chỉ qua hệ thống chỉ báo này rất là tuyệt vời mà giúp cho bạn xác nhận được vùng đỉnh, vùng đáy kết hợp với lại vùng hội tụ kỹ thuật một cách rất là chính xác. Vâng, nếu anh chị muốn có nó, hãy đăng ký vào link phía dưới, Biên sẽ nói chuyện với bạn trực tiếp ở video tiếp theo. Đây là bước số 3. Kết thúc bước số 3 này thì chúng ta đã xác nhận được là cái vùng này là vùng mua hay là vùng bán, vùng này là mua hay vùng trên là vùng bán ở bước số 3 này. Và chúng ta tiến hành qua bước thứ 4. Vâng, sang bước thứ 4 là bước kết luận. Thế vậy là từ bước 1 là tìm kênh giá, bước 2 là vùng hội tụ, bước thứ 3 là xác nhận lại qua hệ thống chỉ báo. Thì sang đến vùng thứ 4 thì chúng ta sẽ tổng hợp lại được, kết luận lại được là vậy điểm vào thị trường là điểm nào. Đó. Điểm thứ 2 là điểm cắt lỗ là ở đâu. Và điểm thứ 3 là điểm chốt lãi là ở đâu. Vâng, ở bước thứ 4 này chúng ta sẽ tổng hợp lại được để đưa ra được 3 cái thông số. Đấy. Bước 1, bước 2, bước 3 là bản chất là chúng ta đi tìm 3 cái thông số này. Và có thể là bước 1, bước 2, bước 3 chúng ta ra là các cái thông số khác nhau vào ở bước 4 này. Chúng ta sẽ tổng hợp lại nó một lần nữa, là chốt lại một lần nữa, xác nhận lại một lần nữa xem là kế hoạch làm việc của chúng ta ngày hôm nay là điểm vào lệnh ở chỗ nào,
kế hoạch làm việc của tuần này là điểm vào lệnh ở đâu, hoặc kế hoạch làm việc của cái nhịp này, của quý này là điểm vào thị trường này ở chỗ nào, và nếu vào chỗ này thì cắt lỗ ở đâu, quản trị rủi ro. Và cái thứ hai là nếu vào đây thì cái điểm lãi kỳ vọng là ở chỗ nào, thì chúng ta phải tính toán những cái điểm này trước. Ok chưa ạ? Và ở bước thứ tư này rất là quan trọng, và đây là bốn bước phân tích kỹ thuật rất là thần thánh của tôi, mà tôi đã ứng dụng nó trong suốt quá trình làm việc, cũng như là tôi chia sẻ đến hàng ngàn học viên suốt từ Bắc đến Nam. Và có bốn bước thôi, anh chị hãy lưu ý lại đây, tổng hợp lại bốn bước thôi. Đấy, bốn bước. Đấy, tổng hợp lại cái quy trình phân tích. Quy trình phân tích là chỉ có bốn bước. Ở đây tôi lại nói lại một lần nữa là bước 1 là xác định kênh giá, bước 2 là xác định vùng hội tụ, bước 3 là xác nhận lại một lần nữa, và bước thứ 4 là kết luận lại xem là ba cái điểm, điểm vào thị trường, điểm cắt lỗ và điểm lãi kỳ vọng là ở đâu. Đấy, thì chúng ta qua bốn cái bước này thì chúng ta sẽ tính được chính xác cái vùng, gọi là chính xác nhất được cái vùng vào thị trường. Và ở cái clip tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là những các phương pháp phân tích, từng phương pháp phân tích chi tiết một. Vâng, nếu anh chị mà đang quan tâm đến đầu tư trên thị trường tài chính, muốn xây dựng cho mình một cái kênh thu nhập, muốn giúp mình có thể tự do được về mặt thời gian, tự do về tài chính, thì đây là phương pháp vô cùng tuyệt vời Phạm Thành Biên dành tặng bạn. Ok chị ạ? Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.